Trước khi đọc bài này, bạn phải cân nhắc kỹ. Vì muốn truyền tải những thông điệp cảnh báo về tai nạn giao thông có hiệu quả, Pháp sư Thanh Tuệ buộc lòng phải kể những chi tiết tương đối nhạy cảm. Mặc dù có gia giảm mức độ mang tính kinh dị, nhưng sẽ ảnh hưởng đối với những người dễ xúc động. Hầu như dọc các tuyến đường bộ, đường trên khắp đất nước, nơi nào cũng có những ngôi miếu nhỏ. Bình thường ít ai chú ý đến những ngôi miếu nhỏ xíu, cất đơn sơ, nằm khiêm tốn bên vệ đường hoặc bờ sông mép rạch. Thế nhưng thử hỏi thăm lai lịch những ngôi miếu ấy, khi nghe kể xong chắc chắn ai cũng phải rùng mình. Ngoại trừ một số tín đồ tôn giáo xây miếu trước cửa nhà để thờ thổ thần, còn lại thì hầu hết những nơi khác, người ta cất miếu để nhang khói cho những người chết oan, chết thảm khốc giữa đường. Vì vậy, những ngôi miếu ấy được gọi là miếu oan hồn, miếu cô hồn hoặc là miếu vong hồn. Những cái chết rùng rợn, chết oan giữa đường chiếm số ít là do ngã bệnh, đột quỵ, số đông còn lại là thuộc về tai nạn giao thông. Mà đã chết tại chỗ do tai nạn giao thông thì hiếm mà có cái chết hiền. Chuyện nạn nhân bị phanh thay, tay một nơi đầu một nẻo đã ám ảnh tâm trí những cư dân sống ven quốc lộ thường xuyên. Có lẽ do chứng kiến và bị ám ảnh những cái chết thảm khốc ấy, người ta thường thấy ma và quỷ. Và khi có người bị ma nhát, quỷ ghẹo, những nơi ấy người ta đã lập ngay miếu thờ. Về mặt tâm linh, người ta cho rằng những ngôi miếu ấy sẽ giúp vong hồn người chết sẽ được siêu thoát, không quấy rầy người sống. Về mặt xã hội, những cái miếu ấy xem như biển báo cho những người điều khiển xe trên đường biết rằng nơi đây thường xảy ra tai nạn chết người rùng rợn. Tại cây số thứ 25 Bầu Cỏ, xã Tân Hung, huyện Tân Châu, Tây Ninh, có một ngôi miếu nhỏ mà theo lời người dân nơi đây kể lại, cái chết đầu tiên xảy ra nơi đây vào năm 1975 là một cô gái. Thời điểm đó, con đường này chưa tráng nhựa, nhà cửa thưa thớt. Đó là con đường của cánh xe be tải gỗ đại thụ nặng hàng chục tấn từ rừng già Campuchia về. Hàng đêm, từng đoàn xe be chạy rung rinh mặt đất cho đến sáng. Để trốn thuế kiểm lâm đặt chốt tại Tân Trung, mỗi đoàn xe chỉ mở đèn chiếc đầu tiên và chiếc cuối cùng. Những chiếc chạy giữa chỉ mở đèn gầm. Một buổi sáng sớm, người dân địa phương rúng động khi phát hiện xác chết của một cô gái nát bấy nằm giữa đường. Có lẽ tai nạn xảy ra từ lúc nửa đêm và từng chiếc xe nặng hàng chục tấn cứ liên tiếp nghiền xác cô gái cho đến khi phát hiện. Người dân địa phương phải nhặt từng mẫu xương và chút thịt vương vãi lẫn với đất cát để mai táng. Không hiểu vì sao, cái đầu cô gái vẫn còn nguyên vẹn nằm lăn lóc trong một vạt cỏ hôi cao quá đầu người. Bẵng đi một thời gian, đêm nọ bà Hai là người mẹ chiến sĩ đã từng bám trụ vùng đất cách mạng từ thuở kháng chiến cho đến lúc đất nước thống nhất, có chuyện cần phải đi ngang qua nơi xảy ra tai nạn vào ban đêm. Bỗng nhiên, bà trông thấy một mái tóc đen dài xõa xuống từ ngọn cây xây xuống đến mặt đường. Bà không thuộc loại yếu bóng vía nên bình tĩnh bước đến gần để xem đó là chuyện gì. Qua ánh sáng nhập nhoạng của ánh trăng non, bà trông thấy một cái đầu không có thân hình. Cái đầu mang gương mặt đầy máu đang lơ lửng trên cành cây xây, đang nhe răng cười. Bà quét lia ánh đèn bình ắc quy soi thẳng vào gương mặt kia. Ngay lập tức gương mặt biến mất. Không tin dị đoan, bà quay trở về nhà báo với chính quyền cách mạng lâm thời, rồi xách súng AR-15 huy động mấy đứa con đang là du kích xã ra để bao vây khu vực đó. Bà nghĩ một phần tử nào đó đang mượn chuyện ma quỷ nhát bà với mục đích quấy rối trị an. Thế nhưng lùng sục suốt đêm vẫn chẳng thấy dấu vết gì. Ngày hôm sau, chính anh con trai út của bà đi ngang chỗ cây xây này lại bị ai đó nắm tóc giật. Anh ngước nhìn lên và trông thấy những gì hôm qua mẹ anh trông thấy. Một tháng sau, người con rể thứ năm của bà Hai sử dụng chiếc xe Honda 67 đi công việc. Khoảng 12 giờ trưa, anh về đến ngõ nhưng không quẹo vào mà đâm thẳng vào gốc cây xây bị chấn thương sọ. Khi người nhà chạy ra sơ cứu, mặc cho mồm, khóe mắt lẫn lỗ tai ứa máu, anh vẫn cố thều thào nói đứt quãng.
nó ở trên cây xay. Chỉ nói có vậy, anh tắt thở. Sau này, rất nhiều người dân đi qua đó vào ban đêm hoặc là trưa vắng, thỉnh thoảng lại thấy cái đầu có mái tóc dài lơ lửng trên ngọn cây xay. Sự việc được báo cáo về công an huyện. Lúc đó, ông Sáu Mờ là trưởng công an huyện đã ghi nhận sự việc vào sổ tay để đặc biệt quan tâm theo dõi hiện tượng nhưng không có kết luận. Người dân đã tự nguyện đem cây lá đến gốc cây xay, lẳng lặng cất ngôi miếu nhỏ đốt nhang khấn vái, cầu xin cô gái đừng quấy phá để họ yên tâm đi thăm đồng khuya sớm. Từ đó, cái đầu không còn thấy xuất hiện nữa. Cho đến tận bây giờ, khi con đường đã được tráng nhựa khang trang rộng rãi thoáng đãng, nhưng thỉnh thoảng nơi đó vẫn xảy ra tai nạn giao thông. Ven quốc lộ 1A đoạn Bình Thuận có ngôi miếu được người dân cho là thờ ông Hài Nhi. Cánh tài xế Bắc Nam truyền nhau rằng đó là ngôi miếu linh thiêng nhất tuyến đường vạn lý này, và bất cứ tài xế nào đi ngang qua đều phải nhấn còi chào cậu. Họ kể rằng cách đây khoảng 20 năm, mẹ con người ăn xin đi bộ dọc từ miền Trung hướng về Sài Gòn. Khi đến đoạn đường này thì quá nửa đêm, hai mẹ con chui vào sau một tảng đá ngủ chờ sáng đi tiếp. Gần sáng khi mẹ còn ngủ, đứa bé chỉ mới 5 tuổi đi ra đường và bị một chiếc xe tải cán chết. Sáng dậy, bà mẹ vùi tạm xác đứa con sau tảng đá rồi tiếp tục hành trình. Từ đó, cánh tài xế đi đêm ngang qua đoạn đường này thường trông thấy bất ngờ một đứa bé đứng giữa đường ngay trước mũi xe. Phản xạ tự nhiên, họ thắng thật gấp, thế là xe lật nghiêng. Hầu hết những vụ tai nạn giao thông xảy ra nơi đây, khi tài xế thoát chết đều khẳng định đã lâm vào tình huống y như vậy. Ông Chiêu, cư ngụ ở xã Khánh Hậu, Long An có thâm niên 40 năm lái xe, nay đã giải nghệ kể rằng chính ông đã từng vướng tay lái một lần tại đoạn miếu cậu Hồng Hài Nhi. Lần đó, ông chở trái cây từ Tiền Giang ra cửa khẩu Móng Cái. Trên xe ngoài ông còn một lái phụ và bà chủ hàng. Xe đang ngon trớn với tốc độ khoảng 80 km/h, chợt lái phụ hét: "Có đứa con nít nhà ai đứng đón xe kìa." Ông nhìn theo ánh đèn pha dài ra phía trước nhưng chẳng thấy gì cả. Đột nhiên ngay trước đầu xe khoảng 5 m, ông chợt thấy một đứa bé trần truồng đứng giữa đường. Bà chủ hàng thét hoảng: "Coi chừng con nít." Ông đạp thắng sát sàn xe, chiếc xe bị thắng đột ngột quay lại rồi lộn 2 vòng. Giây phút kinh hoàng trôi qua, ông chui ra khỏi chiếc xe bẹp dúm để quan sát xem đứa bé có bị chiếc xe cán trúng hay không. Không có đứa bé nào cả. Bà chủ lẫn anh phụ xế cũng thoát chết nhưng bị xây xác, máu me đầy người, đã cùng ông dùng đèn pin rọi nát mặt đất nhưng vẫn không thấy đứa bé nào cả. Qua cánh tài xế dừng xe chia buồn, ông mới hay đoạn đường này có ngôi miếu của cậu. Đến sáng, bà chủ hàng kinh sợ bỏ tiền nhờ người xây sửa ngôi miếu bằng cây đã mục thành ngôi miếu xi măng. Từ đó, ông bắt chước cánh tài xế khác. Cứ đến đoạn đường này là bóp còi chào. Những chuyến hàng đi ngang miếu cậu nhằm ngày mùng 1 hoặc 15 âm lịch, ông đều dừng xe đốt nén nhang vàng vái cậu độ trì tay lái. Đoạn đường kinh hoàng thứ hai đối với cánh tài xế Nam Bắc là cung đường cũ qua đèo Hải Vân. Cung đường này dài 25 km, có hơn 42 ngôi miếu. Theo anh Dũng, cư dân địa phương cho biết, con số 42 là bề nổi, nếu tính luôn những ngôi miếu đã mục nát, tự hủy thì có hơn 60 cái. Một số miếu không tồn tại nhưng người ta vẫn cứ thắp nhang dưới các gốc cây ven đường. Mỗi ngôi miếu ở đây đều gắn liền đến sự tích của ít nhất 10 vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Ngôi miếu ở cung đường cuối trước khi lên đỉnh đèo là nơi xảy ra vụ đổ xe vận tải hành khách làm chết 50 người vào năm 1998. Chiếc xe chở hành khách từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội đang rặn ga bò chậm rãi lên đỉnh đèo. Bất ngờ từ phía ngược chiều nơi đầu khúc cua, một chiếc xe tải xuất hiện lao nhanh xuống. Chiếc xe tải đã mất thắng. Ông Hải, tài xế xe khách cư ngụ ở phường 1 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, chỉ còn biết nép xe ven mép thung lũng sau hun hút, nhắm mắt chờ đợi thảm họa. Bị chiếc xe tải lao thẳng vào, chiếc xe khách văng ra khỏi thành chắn bảo vệ và lao vụt xuống thung lũng.
không một ai còn sống, chỉ mỗi người tài xế vướng vào một nhánh cây nhô ra lưng chừng thung lũng. Người tài xế ôm nhánh cây chịu trận suốt một ngày mới được những người cứu hộ tìm thấy. Người tài xế bị khủng hoảng tinh thần, suốt ngày lơ ngơ như người đã mất hồn. Hơn 10 năm sau, ông mới quên được thảm họa và trở lại bình thường, nhưng vẫn chưa đủ can đảm đặt tay vào vô lăng. Vụ tai nạn giao thông thảm khốc của đoàn từ thiện Một Phường thuộc quận Phú Nhuận đi cứu trợ Nha Trang đã tạo ra cú sốc đối với dư luận cả nước vài tháng sau đó. Những người chứng kiến vụ tai nạn vẫn cứ bị ám ảnh mãi. Sau này, đoạn đường đó cứ liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn chết người. Một số thân nhân của đoàn từ thiện bị tử vong đã thuê thầy cúng đến hiện trường trục hồn người chết về thành phố Hồ Chí Minh cho con cháu đốt nhang. Chị N Thợ A có mặt trong nhóm cúng trục hồn kể rằng, khi đang cúng, đột nhiên một bà đi cùng đột nhiên ngã lăn ra đất, sùi bọt mép, mắt trợn ngược. Sau đó, bà ta ngồi dậy quơ chân múa tay cho biết bà là một trong những vong hồn của đoàn từ thiện bị chết oan đang nhập xác. Thầy cúng đọc kinh chú liên tục để mời vong hồn theo lá phướng về thành phố Hồ Chí Minh, gần gũi với gia đình để được nhang khói. Vong hồn trong xác bà cốt trả lời, không về, ở lại đây xô xe vui hơn. Một số tài xế đường dài còn truyền miệng nhau nhiều câu chuyện ly kỳ huyền bí xảy ra ở cung đường đó. Bây giờ, ngay nơi xảy ra tai nạn, một ngôi miếu nhỏ mọc lên, nhưng thỉnh thoảng vẫn xảy ra tai nạn giao thông, đến nỗi địa phương phải cắm một biển báo, nơi đây thường xảy ra tai nạn giao thông. Ven đường xuyên Á từ cầu vượt An Sương đến Củ Chi có 25 cái miếu mọc ven đường. Từ Bình Chánh đến thị xã Tân An Long An có 16 cái miếu. Miếu ven đường nhiều nhất có lẽ thuộc đoạn đường từ ngã ba Trung Lương đến Vĩnh Long. Cứ vài km là có một ngôi miếu. Khi giải tỏa mở rộng đường, một số ngôi miếu đã bị phá bỏ dẹp đi. Nhưng sau đó đã xảy ra liên tiếp những vụ tai nạn giao thông, thế là người ta lại xây mới. Thông thường, một ngôi miếu oan hồn cất theo kiểu nhà ngói ba gian có diện tích khoảng 160cm². Nhưng tại Bến Lức có một ngôi miếu lớn hơn gấp 10 lần ngôi miếu thông thường. Một người dân sống lâu năm gần đó nhậm tính theo trí nhớ cho biết, từ khoảng năm 1975 trở lại đây, có hơn 100 vụ tai nạn giao thông xảy ra nơi đây, trong đó có ít nhất là 30 người tử vong. Đặc biệt, có vụ tai nạn xảy ra rất thảm khốc. Một người phụ nữ dắt bò đi trên đường, do con bò thấy xe thường nhảy hoảng, bà ngoáy dây mũi bò vào bàn tay để đánh tuột tay khi bò nhảy. Bất ngờ, một chiếc xe tải chạy ngang qua bóp càng, con bò hoảng hốt lồng lên chạy băng qua đường. Sợi dây mũi siết chặt bàn tay của người phụ nữ, kéo bà ngã xoài xuống đất rồi lê ra giữa đường vào ngay đầu xe tải. Tài xế bị bất ngờ đã đạp siết thắng, bánh xe bị thắng bắt dừng quay nhưng quán tính đẩy toàn thân chiếc xe lao tới. Vì vậy, thân hình người phụ nữ bị bánh xe nghiến dài dưới mặt đường hơn 10 mét. Từ đó, cứ đến đoạn đường này, những tài xế hành nghề lâu năm đều giảm tốc độ, chạy xe hết sức thận trọng và không quên bóp 3 tiếng còi, xin oan hồn đừng xô tay lái. Tuy vậy, thỉnh thoảng một vài chiếc xe gắn máy vẫn cứ đâm vào nhau. Ngôi miếu này được xem là một trong những ngôi miếu xảy ra nhiều chuyện kỳ bí. Vì vậy, rất nhiều người đến đây cúng vái cầu xin mua may bán đất lẫn xin số đề. Nhiều người ở nhiều tín ngưỡng khác nhau đến cúng vái, riết rồi ngôi miếu trở thành nơi thờ đủ loại thần như là quan công, bà chúa ngũ hành, thổ địa, thần tài, chứ không còn thờ oan hồn như lúc ban đầu. Dần dà, ngôi miếu này sắp được nâng cấp lên thành miếu. Nếu đề cập đến những ngôi miếu oan hồn mà không đề cập đến những câu chuyện huyễn hoặc gắn liền với ngôi miếu, xem như chưa biết gì về miếu. Bởi không có những mẫu chuyện mang tính tâm linh thì chẳng ai cất công mà xây miếu. Bà Đặng Thị Mười, 70 tuổi, cư ngụ ấp Long Hòa, phường Thới Long, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ kể rằng, quốc lộ 91B, đoạn đường Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long thuộc quận Ô Môn có một cái miếu oan hồn. Nhiều người đã từng bị những oan hồn này trêu ghẹo, tôi cũng bị một lần.
rất nhiều ô lão sống tại nơi đây đều xác nhận những câu chuyện kể của bà Mười. Họ cho biết cách đây khoảng 50 năm, một chiếc xe lam ba bánh chở khách đi chợ khuya bị vướng trái nổ khiến 14 người trên xe đều chết tàn sát. Trong đó có hai người phụ nữ mang thai. Một tuần lễ sau, những người đi bộ ra chợ khuya ngang qua chỗ ấy thường bị ai đó xô té ngã hoặc là trật chân. Chính bà Mười trông thấy tận mắt hai lần, một người phụ nữ mặc đồ trắng, tóc xõa dài, tay bế một đứa trẻ bay là lạ trên ngọn gió theo hướng gió thổi. Bà Mười không sợ ma nên đứng quan sát rất lâu cho đến khi bóng ma khuất sau ngọn cây. Bà Thế cùng chứng kiến vụ việc với bà Mười đã xác nhận rằng: "Tôi vừa trông thấy đã hoảng hốt bỏ chạy thục mạng về nhà, riêng bà Mười vẫn đứng lại xem. Người ta đã hùn tiền cất cho 14 oan hồn người lớn và 2 oan hồn sơ sinh một ngôi miếu ven đường sơ sài để hồn ma không quấy nhiễu nữa." Bẵng đi một thời gian dài, cách nay đã 3 năm, một cô gái trẻ chạy xe đạp đến nơi đó bị một chiếc xe tải cán đứt đầu. Gia đình cô gái nhờ người lên đồng nhập xác. Cô gái nhập xác bà Đồng và cho biết: "Có lần cô và đám bạn đi ngang miếu bảo với nhau rằng chuyện ngôi miếu linh thiêng là chuyện tầm phơ tầm phào. Vì vậy mà mẹ bồng con cư ngụ nơi ngôi miếu bắt cô phải thế chỗ. Cô phải bắt đủ 9 người cả nam lẫn nữ thì mới được siêu thoát. Không biết chuyện lên đồng là có thật hay mê tín dị đoan, mà vài tháng sau một cô gái trẻ khác chạy xe đạp đến nơi đó lại bị xe tải cán đứt 2 người. Liên tục trong 5 năm, tai nạn nơi này xảy ra hàng chục vụ tai nạn, làm cả chục người bị thương và đã có 8 người tử vong thảm khốc." Ông Lê Thờ C, cư ngụ gần ngôi miếu khẳng định: "Còn một mạng người nữa mới đủ số 9. Tôi luôn dặn dò con cháu khi đi đến đoạn đường đó phải thận trọng hết mức. Nhiều người cho là chuyện dị đoan mê tín, nhưng hầu hết những người sống quanh khu vực này đều tin chuyện đó là có thật." Ông kể thêm rằng mẹ cô gái bị đứt người làm hai khẳng định: "Đêm trước tai nạn, cô gái có kể cho bà biết rằng cô nằm mơ gặp cô gái đứt đầu rủ đi xô xe chơi. Nghe xong cô gái kể giấc mơ cho mẹ nghe, bà mẹ rầy con gái rằng đó là chuyện nhảm nhí. Vì vậy, ngay sau khi cô con gái bị tai nạn, bà đã thuê ngay thầy cùng trục vong linh nhưng đều thất bại." Bà Cẩm Hờ, 42 tuổi, cư ngụ gần ngôi miếu khẳng định: "Tôi chạy xe trước con nhỏ bị cán đứt hai. Trước khi xảy ra tai nạn vài giây, tôi nghe thoảng trong gió tiếng một người phụ nữ hét, xô nó té đi. Tôi ngoảnh lại để xem ai nói. Nhờ vậy mà tôi chứng kiến trọn vẹn cảnh tai nạn. Ngay khi đó, tôi mất hồn mất vía, phải xuống xe ngồi xuống và cỏ một hồi lâu thì mới tỉnh hồn. Ở ngay cung đường này đã từng xảy ra một vụ tai nạn làm chết tại chỗ ba học sinh cấp 3, nhưng cách ngôi miếu khoảng 1 km. Nên người dân không tính tai nạn đó là do các oan hồn ngôi miếu xô đẩy. Ba cô cậu học sinh đi học ngoại khóa môn thể dục. Tan học, cả ba gồm 2 cậu 1 cô chất nhau lên một chiếc xe rim chạy thật nhanh. Họ vừa chạy vừa cười giỡn. Họ đâm thẳng vào bánh trái chiếc xe vận tải hành khách chạy ngược chiều từ hướng Cần Thơ về ngã ba Lộ Tẻ. Chiếc xe rim bị cuốn vào bánh xe vận tải hành khách. Cả ba cô cậu đập mặt vào capo xe khách rồi cũng bị cuốn vào bánh xe. Mỗi thi thể bị ném văng xa cách nhau hơn 10 mét, tất cả đều biến dạng trông rất gớm ghiếc. Các cơ quan chức năng điều tra đều nhận định chung về các vụ tai nạn xảy ra tại cung đường này. Đường hẹp do mép lề ven sông bị sạt lở, các nạn nhân hoặc người gây ra tai nạn phóng nhanh vượt ẩu, vi phạm luật giao thông. Để hạn chế tai nạn, một biển báo đoạn đường thường xảy ra tai nạn được Ủy ban An toàn Giao thông địa phương cấm ven đường. Tuy vậy, thỉnh thoảng một vài người tham gia giao thông vẫn cứ tạo điều kiện cho ngôi miếu oan hồn có thêm uy tín. Chuyện hồn xô đẩy dẫn đến tai nạn giao thông chết người có thể là chuyện hoang đường do một số người chứng kiến tai nạn bị ám ảnh. Tuy nhiên, nếu tham gia giao thông đến đoạn đường có cất miếu oan hồn ven đường, bạn cần tin rằng nơi ấy đã từng xảy ra những vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Nếu không tin vào những chuyện huyền bí hoang đường,
bạn cũng nên tin rằng đoạn đường ấy có vấn đề về độ an toàn như tán cây che khuất tầm nhìn, mặt đường có ổ gà, chiều ngang đường bị hẹp, mặt đường trơn. Đó là môi trường tạo nên những vụ tai nạn giao thông chết người. Hãy cẩn thận tay lái và giảm tốc độ khi trông thấy miếu oan hồn. Một vài ủy ban an toàn giao thông của vài địa phương đã từng đặt những tấm bảng in hình ảnh những thi thể kinh dị biến dạng vì tai nạn giao thông để nhắc nhở mọi người cẩn thận khi tham gia giao thông ở những cung đường nguy hiểm, thường xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, vẫn không hiệu quả bằng những ngôi miếu ven đường. Điều này, tất cả những tay lái lụa xe tải đường dài đều thuộc nằm lòng. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.